Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa phán cùng các môn đệ rằng: Các ngươi đã nghe dạy, ngươi hãy yêu thân nhân và hãy thù ghét địch thù. Còn ta bảo các ngươi hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các ngươi. Hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các ngươi, để như vậy các ngươi nên con cái cha các ngươi đứng ngự trên trời. Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các ngươi yêu thương những ai ưu mến trọng các ngươi, thì các ngươi được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các ngươi chỉ chào hỏi anh em các ngươi thôi, thì các ngươi đâu có làm chi hơn những người ngoại giáo không làm thế ư? Vậy các ngươi hãy nên hoàn hảo như cha các ngươi trên trời là đấng hoàn hảo. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em và thiếu nhi chúng con, hôm qua tin mừng ngày hôm qua Chúa dạy chúng ta hãy biết tha thứ cho những kẻ làm khổ mình, tha thứ cho những kẻ bách hại mình. Hôm nay Chúa dạy chúng ta phải biết yêu thương, và yêu thương cả kẻ thù địch của mình nữa. Đây là cái nét nổi bật đặc trưng của Kitô giáo chúng ta. Yêu thương là giới răn của Chúa, và Chúa muốn chúng ta yêu thương không giới hạn, không phân biệt, không phân biệt là người thân hay là người lạ, người yêu mình hay là người không yêu mình. Chứ nếu mình chỉ yêu người yêu mình, thích người thích mình, thì ai cũng làm được. Hoặc là yêu người mình yêu, thích người mình thích, ai cũng làm được. Nhưng ở đây Chúa muốn chúng ta đi một bước dài hơn, xa hơn. Đó là yêu những người không yêu mình, thích những người không thích mình, những người ghét mình, và kể cả kẻ thù của mình nữa, thì mình cũng vẫn được mời gọi phải yêu thương họ, không mong điều dữ, điều xấu cho họ. Ở trong cuộc sống thường ngày, nhiều khi chúng ta bực bội ai, chúng ta để lòng thù ghét ai, nhiều khi chúng ta còn mong cho họ gặp những điều tai họa nữa, thì đấy là một cách chúng ta trả thù đấy. Nhưng Chúa không muốn chúng ta như thế, mà chúng ta muốn chúng ta yêu thương cả những người ấy nữa. Những người mà làm phiền đến chúng ta yêu thương họ bằng việc mong muốn điều tốt cho họ, nói điều tốt cho họ, nghĩ điều tốt cho họ. Không dễ để thực hiện điều này, nhưng chúng ta là con cái Chúa, chúng ta sẽ phải thực hiện điều này. Chúng ta thực hiện như thế nào? Chúng ta sẽ thực hiện điều đấy ngay trong gia đình của mình. Nhiều khi mình thù ghét ngay ở trong chính gia đình. Có một bà vào nhà xứ nói chuyện, cũng than thở kể lể về gia đình, về con cháu. Thì cha xứ mới bảo là: thôi bà cụ ạ, bây giờ mình lớn tuổi rồi, con cái bây giờ nó suy nghĩ khác lắm, nó cũng có cái cách suy nghĩ của nó, cái cách hành xử của nó. Mình là cha mẹ, nước mắt chảy xuôi, mình chấp con cái làm gì. Mình tha thứ cho nó, rồi sống đón nhận nó. Bà ấy bảo: thưa cha, thì con thì cũng chẳng có giận dỗi đến nào đâu. Con cái con thương hết, nhưng chẳng giận dỗi đến nào. À, vậy thì tốt rồi. Nhưng mà vậy bà thương hết được mọi đứa thì là tốt rồi. Thế nhưng mà chỉ có mỗi đứa con dâu thôi, nó quá quắt lắm thì con mới như vậy thôi. Đã thương hết mọi đứa mà lại trừ có một đứa con dâu thôi thì không được. Đã thương là phải thương hết, yêu là phải yêu hết, không trừ một người nào cả. Trong chúng ta hay có cái ngoặc như vậy. Chúng ta mở ngoặc, chúng ta yêu hết mọi người nhưng trừ người này ra, trừ người kia ra. Chúa muốn chúng ta gỡ bỏ cái ngoặc đi, để chúng ta đón nhận được tất cả mọi người. Thiếu nhi chúng con cũng vậy. Thiếu nhi chúng con, Chúa muốn chúng con yêu thương tất cả mọi người, yêu thương từng người, chứ không phải chỉ yêu thương chung chung. Yêu thương chung chung giống như là mình yêu tất cả mọi người mà cuối cùng mình chẳng yêu thương ai cả. Mình yêu thương cụ thể. Mỗi ngày, thiếu nhi thánh thể chúng con được mời gọi dâng ngày buổi sáng, xét mình buổi tối. Mỗi ngày buổi tối mình thử xét mình lại, coi xem trong ngày mình giận dỗi ai, trong ngày mình bực bội với ai, mình có thực sự yêu thương họ không? Nhỏ hơn một tí nữa, các bạn thiếu nhi nhỏ hơn một tí, khai tâm xưng tội.
Nhiều khi mình nghỉ chơi với người này, bo xì người khác. Lớn hơn một ở khối thêm sức sống đạo, nhiều khi mình còn kết bè, kết nhóm lại để mình tẩy chay một bạn nào đó. Đấy, nhiều khi mình ghét người ta là mình loại người ta ra khỏi cái trái tim của mình. Không yêu thương họ nữa. Và có những người, có những bạn nhìn thấy người khác là đã nhìn thấy mặt nó là ghét. Không, chúng ta là con cái Chúa, chúng ta không thể ghét bạn mình được. Mà chúng ta phải yêu những cả những người mà làm phiền cho mình. Và đây Chúa Giêsu nói đó, phải cầu nguyện cho họ. Tại vì sao vậy? Tại vì Thiên Chúa yêu thương họ, tại vì họ cũng là con cái của Thiên Chúa. Tất cả mọi người đều là con cái của Thiên Chúa. Cha mẹ ở trong nhà đâu có vui khi thấy anh em trong gia đình cãi nhau đâu. Thiên Chúa cũng thế. Thiên Chúa là cha trong gia đình của gia đình nhân loại này. Thiên Chúa không muốn thấy một đứa con nào thù ghét nhau ở trong gia đình nhân loại của Ngài cả. Mà Thiên Chúa muốn chúng ta đón nhận tất cả, sống chan hòa tình yêu thương. Vì tất cả chúng ta đều đón nhận được tình yêu thương của Thiên Chúa, chúng ta đón nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa, thì chúng ta cũng phải yêu thương và tha thứ cho anh chị em xung quanh chúng ta. Cầu xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta thực hiện được lời dạy của Chúa hôm nay, để mỗi ngày chúng ta quyết tâm, chúng ta tập ngay mỗi ngày, chúng ta xét mình lại, có người này chúng ta không yêu, không thích, chúng ta trước hết cầu nguyện cho họ. Cho họ một lời cầu nguyện đi. Thiếu nhi chúng con cũng vậy. Có bạn nào làm chúng con không thích, con cầu nguyện cho họ một câu thôi. Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho bạn ấy. Lạy Chúa, xin Chúa thương gìn giữ bạn ấy. Người lớn cũng vậy. Người lớn chúng ta để lòng giận ghét ai, loại trừ ai, chúng ta cầu nguyện cho họ một câu đi. Hãy tập từ cái bước nhỏ nhỏ như thế thì chúng ta mới có thể thực hiện được. Còn nếu không tập được từ những cái bước nhỏ thì chúng ta sẽ không thể thực hiện được cái giới răn yêu thương đâu. Xin Chúa giúp cho chúng ta luôn sống dưới răn yêu thương, để chúng ta biết đón nhận, biết tha thứ và biết yêu như Chúa dạy chúng ta. Amen.